Các bệnh nghề nghiệp liên quan tới phổi, bụi phổi và phế quản cần được chú ý ngay từ khâu dự phòng ban đầu để giảm thiểu tác hại của bệnh. Trong khi trên cả nước mới có duy nhất khoa bệnh phổi nghề nghiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương là cơ sở thực hiện chẩn đoán, điều trị cho người mắc căn bệnh này. Vì vậy, trong thời gian tới thì các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ có khoa bệnh phổi nghề nghiệp. Theo đó, thời gian tới, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ hỗ trợ hình thành mạng lưới chuyên sâu dựa trên mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện chuyên khoa các tỉnh, ngành và trạm y tế các doanh nghiệp. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có ít nhất là 45 bệnh viện lao và bệnh viện phổi tuyến tỉnh và các ngành có khoa bệnh phổi nghề nghiệp. Ước tính mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 28.000 trường hợp mắc bệnh phổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, công tác chẩn đoán và điều trị bệnh phổi nghề nghiệp hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn do Việt Nam chưa có một cơ sở y tế chuyên sâu nào đáp ứng đủ yêu cầu điều trị cho người mắc bệnh phổi nghề nghiệp. Bệnh nhân phải tạm trú tại các khoa phòng liên quan đến hô hấp và bệnh phổi đang ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và quá trình phục hồi sức khỏe. Hiện có 8 loại bệnh phổi phế quản nghề nghiệp hiện nay là bệnh phổi Silic, bệnh phổi Amiang, bệnh phổi bông, bệnh phổi than, bệnh bụi phổi, bệnh viêm phế quản mãn tính, bệnh hen nghề nghiệp và bệnh lao nghề nghiệp.